Liên quan vụ việc tài xế nằm ra yên xe máy, lao vun vút trên đại lộ Thăng Long, ngày 20 tháng 2, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, cơ quan công an đã xác định được danh tính người điều khiển và tiến hành làm việc với tài xế này. Trước đó ngày 19 tháng 2, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tài xế nằm trên yên xe máy lao vun vút ở đại lộ Thăng Long. Ngay khi nắm bắt thông tin vụ việc, đội cảnh sát giao thông số 11, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc xác minh. Nam tài xế sau đó được xác định là BTS, 27 tuổi, quê Nghệ An. Làm việc với cơ quan công an, tài xế S khai khoảng 16 giờ ngày 18 tháng 2, điều khiển xe máy từ siêu thị Bixi qua hầm chui Trung Hòa và đại lộ Thăng Long. Trong quá trình lưu thông, tài xế S đã nằm ra yên xe máy, di chuyển về hướng đường 70, Nhổn Hà Đông. Toàn bộ vụ việc đã được camera hành trình của một ô tô ghi lại. Được biết, đại lộ Thăng Long là đường cao tốc, cấm các loại xe máy, xe đạp, người đi bộ lưu thông. Vận tốc tối đa của ô tô lưu thông trên tuyến từ 80 đến 100 km/h. Những năm qua, tình trạng người điều khiển xe máy đi vào cao tốc này thường xuyên diễn ra. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã mở nhiều đợt xử lý vi phạm này nhưng tình trạng vẫn tái diễn. Hiện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11 đã bàn giao vụ việc cho công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra làm rõ.